We're going to be concluding Và bây our giờ chúng ta presentation sẽ kết thúc cái with something bài trình bày very này special. bằng cái điều rất là đặc biệt. It's going to be the sharing of a group invocation Đó of the là mantra Om Mani lời Padme cần Hum nguyện Om Mani Padme Hum theo được that trình bày bằng theo nhóm was initiated in mà our faculty ashramic approach đã webinars. khởi xướng trong khoa của chúng tôi như là một cách Taking tiếp cận this đạo viện. ashramic approach group's astrological and rechat, we combine them Và bằng cái việc together này chúng ta sẽ with this sacred mantra. And each kết hợp group với nhau member những các chiêm contributed to tinh và this các cung meditation by bằng cái từ singing mantra thiêng liêng này, và mỗi thành viên the trong nhóm Om Mani Padme Hum together đã as an Om integrated Pane group. Padme Hum cùng nhau như một nhóm. In the law of service, Trong cái this luật law is phụng sự, sometimes called the first step towards cái marriage, cung mà đôi khi for it được gọi là results bước đầu tiên eventual hướng union tới với sự between hợp the nhất, và nó disciple dẫn đến sự and kết the hợp cuối group, cùng which giữa người đệ produces tử harmonious và nhóm, group là tạo ra cái relations. mối quan hệ nhóm hài hòa. What distinguishes this group from other attempts Và những gì is mà để phân biệt cái nhóm này the với những fusion cái nỗ lực nhóm of khác, the heart center, và nó là the cái apt sự hài body, and hòa not giữa just cái trung tâm lực the tim và cái beauty sự hợp nhất and giữa trung tâm lực tim với effervescence cả that thể comes from cảm dục, understanding new và nó không principles chỉ of là vẻ cause đẹp mà nó là through the cái lower nỗ mind. lực mà đến từ cái hạ trí. Welcome to the marriage to many people Chào mừng đến với and cái their sự hợp nhất của souls. rất nhiều người và nhiều linh hồn. Okay, here is the ashramic approach chart. Ở Sun in đây Gemini, là cái opposite sign Sag, bảng ascendant tiếp Cancer. cận đạo Now viện, keep in mind, và hãy nhớ some of rằng this is hypothetical, but enough một số cái people này là who are giả thuyết far thôi, wiser than I am in astrology và những người mà đã indicated that this quá was thông a good thạo về cái approximation. Monad này thì 3, soul 2, personality 3. chân And thần there you cung have a 3, mental linh astral hồn and cung then a 2, physical phàm ray. ngã cung 3, và tiếp tục là 4, cung 4, cung 6, cung 7 của ba cái thì Okay, so what we're và going bây to giờ do chúng ta now sẽ is thực we're going hiện to take, like we did with Dana House's six-man những chart, cái giống như we're chúng going to ta đã làm cái take biểu đồ trước đây của Dan House, và chúng the ta sẽ ashramic lấy cái approach biểu đồ chart này bằng and cái we're phương going pháp to tiếp cận animate it. đạo viện, và chúng ta sẽ làm cho nó chuyển động. And if anyone Và bất kỳ ai mà feels cảm any thấy discomfort hơi while khó chịu ý, watching this trong lúc next mà xem cái video, video tiếp theo này, close your thì eyes hãy nhắm mắt lại and just go và with chỉ the cần music. hòa cùng với âm This nhạc. is, in my opinion, Và theo ý a kiến của tôi thì soul đây là chart một cái biểu đồ and linh it hồn is extremely và nó cực powerful. kỳ là mạnh mẽ. So what you see Và here những gì bạn is thấy ở again đây một lần nữa six là rays in like a sáu cung central như một mandala, cái but trung what tâm you have at the mandala four trung tâm, cardinal points như những gì mà are the bạn Gemini, có cái the bốn điểm Sag, chính là song and tử, the Cancer cự with giải its generic color và nhân relationship. mã. Take a deep breath, Hít một hơi thở thật relax, sâu, thư and giãn participate và hãy tham gia intuitively. một cách trực giác.
In the Tibetans' works, some of Và the trong cái most những cái advanced tác phẩm của Thiền concepts sư Tây Tạng có một số cái ý tưởng techniques rất là are tân tiến called the formulas về for kỹ thuật group trong cái việc thành initiation. lập nhóm And nhóm các cái điểm đạo đồ. Và he states in ngài his nói wonderful trong những outlines cái tác phẩm that tuyệt vời của mình rằng một cái the student should not be người môn sinh rigid, nor không nên should the cứng group, nhắc cũng that và nhóm these cũng are không nên như just vậy, generic và những cái điều outlines này nó chỉ that, là những if cái phác thảo followed, chung thôi, và nếu will mà lead to greater theo light and nó thì có thể dẫn revelation. đến cái ánh sáng lớn hơn trong cái sự And mặc this khải. group Và cái nhóm đó has modified, đã sửa đổi, adapted, and thích stepped nghi down và bước xuống some thực powerful hiện work một số cái công việc phụng with sự rất là mạnh mẽ với geometry, hình học, color, sound, với âm thanh, màu sắc, and of course và tất the great nhiên là những cái mantra. câu mantra tuyệt vời. This clearly Và điều indicates này đã in rõ certain ràng thể hiện ways một bằng một số cách rằng a là type of group cái cách marriage, mà as we earlier cái loại outlined, hôn nhân hợp tác that tập thể really như thế can't be này conveyed như or chúng ta đã được articulated with thấy words. trước đây, và chúng ta không thể nói I được think bằng I'm lời, coming to the end of my không thể truyền presentation. đạt được rõ nó. Và đây là cái And I just sự kết want thúc to của bài trình thank bày của all tôi of hôm you nay, và tôi cảm for ơn tất coming cả to các this bạn đã presentation tham gia vào cái bài and the trình bày ngày privilege hôm nay. Đây là một cái sự of hân hạnh của allowing tôi. me to share with all of you.